xin chào tất cả mọi người chúc mọi người có một ngày tốt lành nha hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người về hoa hồng trong những video trước thì mình đã có nói về mùi hồng mà mình thích nhất và cũng đã chia sẻ với mọi người về nhiều mùi hồng đa dạng khác nhau còn trong video ngày hôm nay sẽ là những mùi hồng nhẹ nhàng tươi tắn nếu ai mà đang tìm một mùi hoa hồng để sử dụng vào lúc thời tiết nóng nực thì mọi người hãy tiếp tục xem nha mùi hoa hồng đầu tiên sẽ là Rose de mê đến từ paris monte carlo một thương hiệu nước hoa nít của monaco monaco là một nước ở châu âu nằm ở bờ biển phía nam của pháp cách nước ý chừng mười mấy cây số á mọi người Nước này á, thì có diện tích khoảng hơn 2 km vuông thôi, là nước nhỏ thứ hai trên thế giới á. Còn nước nhỏ nhất trên thế giới thì chắc ai cũng biết là tòa thánh Vatican rồi ha, nằm ở thủ đô Roma của Ý. Có ai từng thử qua thương hiệu này chưa mọi người? Tuy đây là chai nước hoa duy nhất mình có của thương hiệu Paris Monte Carlo, nhưng mà mùi nước hoa mang lại cho mình ấn tượng rất tốt nha. Mình thấy đây là một mùi nước hoa nhẹ nhàng tươi tắn, tuy mùi hương nó không có quá cầu kỳ phức tạp nhưng mà mình có cảm giác là người ta sử dụng rất là nhiều hương liệu tự nhiên mùi hoa hồng trong chai nước hoa này nó giống với mùi tinh dầu hoa hồng tự nhiên lắm mình đã cho tinh dầu hoa hồng tự nhiên lên cái mẫu giấy thử này rồi nè mọi người giống hoa hồng này có tên khoa học là rosa centifolia còn đây là tinh dầu hoa hồng tổng hợp bắt chước mùi của cái giống hoa hồng này mọi người nhìn hai cái màu nó cũng khác nhau ha tinh dầu hoa hồng tự nhiên á thì có cái màu vàng xanh nè còn tinh dầu tổng hợp á thì nó có cái màu trong suốt giống như là không có thấy cái gì luôn phải nói là tinh dầu tổng hợp người ta làm cũng rất là tốt nha mọi người tại vì cái loại này á là được làm từ một hãng hương liệu nổi tiếng của thụy sĩ lớn nhất nhì trên thế giới luôn á khi ngửi là thấy cái mùi hồng liền à nhưng mà cái mùi hương hoa của nó lại rất là mạnh Và mùi hương thì cứ đều đều không có nhiều sắc thái Trong khi đó tuy được chiết xuất từ hoa hồng tươi Nhưng mình thấy hương hoa của tinh dầu tự nhiên lại không mang nhiều mùi hoa hồng như là của tinh dầu tổng hợp Khi mà ngửi tinh dầu tự nhiên đó sẽ thấy cái vị ngọt thanh tươi tắn có cái vị chua nhẹ của trái cây và có phản phất hương mật ong nữa Nếu như mọi người đang tìm mua một mùi hồng nhẹ nhàng tươi tắn và tò mò không biết là tinh dầu hoa hồng tự nhiên có mùi như thế nào thì nên thử qua cái chai Rose de Me nha. Cảm giác mùi hương mang lại rất là tự nhiên dễ chịu. Mình thấy cách kết hợp hương liệu và mùi hương của chai nước hoa này có nhiều điểm tương đồng với chai Lafite de Beclon của nhà Sẹt Luton. Đây cũng là một mùi hồng rất là tốt, nếu ai chưa thử thì nhất định phải thử qua nha mọi người. Tiếp theo sẽ là Rodegrass đến từ thương hiệu Erin. Đây là một thương hiệu designer kinh doanh nhiều sản phẩm, từ quần áo, nữ trang, giày, dép, túi sách, đủ thứ hết. Nhưng mà ở Việt Nam thì chắc là mọi người ít nghe nói tới vì họ không có nổi tiếng như là Chanel, Dior hay là Burberry có thể Erin muốn định hướng thương hiệu của họ ở phân khúc cao cấp cho nên nước hoa của họ cũng có giá bán khá là cao. Mình mua chai nước hoa này cũng lâu lắm rồi cho nên là không nhớ lúc đó mua giá bao nhiêu nữa. Nhưng ngày hôm qua đó thì mình có lên website của Erin á thì thấy họ để là 260 đô cho chai 50 ml này. Giá niêm yết như vậy thì là cao hơn nhiều so với giá bán của những thương hiệu lớn như là Chanel hay là Dior luôn rồi. Và thậm chí là một số thương hiệu nước hoa nít còn có giá bán thấp hơn cái chai nước hoa này nữa. Nếu mọi người hỏi mình là với giá cao như vậy thì đây có phải là một mùi nước hoa đặc biệt hay không? Thì theo mình là không. Mình thấy mùi của nó không có đặc biệt vì đây lại là một dạng mùi hoa hồng với xạ hương nữa ai hay xem video của mình thì chắc đã nghe mình nói nhiều về xạ hương rồi ha cách kết hợp hương hoa với xạ hương được sử dụng rất là phổ biến ở thời điểm hiện tại nhưng nếu như bỏ qua cái cách kết hợp hương liệu trắng phèo đó thì mình thấy đây là một mùi hoa hồng trong trẻo dễ ngửi và điểm đặc biệt làm cho mình ấn tượng đó là người ta nói người ta có sử dụng rose ot đầu trong chai nước hoa này Rose Oat đầu là một trong những hương liệu tự nhiên đắt đỏ nhất luôn đó mọi người. Nhưng mình đã có lần chia sẻ với mọi người là để lấy được tinh dầu hoa hồng á thì sẽ có hai cách phổ biến. Đó là chân cất hơi nước và chân cất bằng dung môi. Tinh dầu hoa hồng có được khi mà sử dụng phương pháp chân cất bằng dung môi đó thì tiếng Anh gọi là rose absolute. Còn nếu như mà sử dụng phương pháp chân cất hơi nước á thì tinh dầu hoa hồng sẽ được gọi là rose oil đầu. Chỗ mà mình thường hay mua tinh dầu á thì 1 ml tinh dầu rose oil đầu có giá khoảng 50 đô là khoảng 1 triệu tiền Việt á mọi người. Tính sơ sơ thì thấy là để mua được một ký tinh dầu rose oil đầu thì phải mất tới vài trăm triệu rồi, mắc quá trời luôn ha mọi người. Lý do mà rose oil đầu có giá đắt đỏ như vậy là bởi vì để chiết xuất được một ký tinh dầu thì người ta phải dùng khoảng 4.000 ký hoa hồng. Mà như mọi người biết thì hoa hồng là phải hái bằng tay, hái không biết bao giờ mới được 4.000 ký nữa. Mà như mình biết á, thì một người thợ lành nghề đó, một ngày người ta chỉ hái được khoảng hơn 30 kg hoa hồng thôi. Trung bình á, thì một kg có khoảng 400 bông. Nghĩa là để có được một kg tinh dầu rose oil á, thì người ta phải dùng hơn 1 triệu 600 ngàn bông hoa hồng luôn. Cho nên giá tinh dầu của nó đắt đỏ cũng không có gì lạ phải không mọi người? Nếu như mọi người hỏi mình là có nên mua cái chai Grow the Grass này hay không thì mình thấy đây là một mùi hoa hồng trong trẻo rất đáng để thử. Mình thấy mùi của chai nước hoa này có nét giống với chai ở Another 13 của nhà Le Labo. Nhưng nếu như ở Another 13 toàn là xả hương đều đều một mùi khá nhàm chán thì Grow the Grass nhờ có hoa hồng mà làm cho mùi hương của nó có nhiều sắc thái và tốt hơn ở Another 13 rất nhiều. Còn đây là chai nước hoa của Burberry tên là Golden Rose nằm trong bộ sưu tập Burberry Nature. Burberry Nature là bộ sưu tập nước hoa đắt tiền nhất của nhà Burberry đó mọi người. Mùi của chai nước hoa này nó rất là tươi tắn nên mình nghĩ nó sẽ rất phù hợp để sử dụng vào mùa hè. Tuy tên chai nước hoa là hoa hồng nhưng mà mình lại không thấy có nhiều hương hoa mà mình lại ngửi ra được mùi giống như là mùi của vỏ chanh, vỏ bưởi và xạ hương khá nhiều. Mình thấy mùi của chai nước hoa này có nét giống với chai Chanel chen xanh nè mọi người. Nếu như ai mà thích cái kiểu mùi của Chanel chen xanh á thì mình nghĩ mọi người cũng sẽ thích Golden Rose. Chai cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là Rose Pompon đến từ nhà Nick của Pháp, Gauteau. Rose Pompon là tên của một loại hoa hồng đó mọi người. Tuy bây giờ trong tự nhiên đó, thì hoa hồng có hàng ngàn chủng loại và các giống lai khác nhau. Nhưng trong nước hoa khi mà nói tới tinh dầu hoa hồng tự nhiên đó thì chỉ có hai loại phổ biến thông dụng được biết đến với tên khoa học là Rosa centifolia và Rosa damascena. Cả hai chai nước hoa mình vừa chia sẻ với mọi người đó là Roderme hay tiếng Việt còn gọi là hoa hồng tháng 5 và Roderas đều là tên gọi khác của giống hồng centifolia. Người ta gọi như vậy là vì cái loại hoa hồng này nó nở vào tháng 5 và là loại hoa hồng tiêu biểu được trồng ở vùng Grasse miền nam nước Pháp. Theo như mình được biết thì những thương hiệu lớn như là Chanel đó thì họ sở hữu những cái trang trại riêng ở Grasse chỉ để trồng hoa sử dụng cho nước hoa Chanel. Trong một bộ phim tài liệu của Dior đó thì mình thấy Dior hợp tác với nhiều trang trại ở Grasse chuyên trồng hoa hồng chỉ để bán độc quyền cho Dior thôi. Cho nên hoa hồng ở vùng Grasse này nó rất là khan hiếm và đắt đỏ. Cái tinh dầu mà hồi nãy mình cho lên giấy thử để cho mọi người xem đó cũng là tinh dầu hoa hồng Centifolia, nhưng đó không phải là loại được trồng ở vùng Grasse của Pháp nha, mà nó được trồng ở Ai Cập. Mình chưa được ngửi loại được trồng ở miền Nam nước Pháp cho nên là mình cũng không biết mùi của nó có gì khác với loại được trồng ở Ai Cập nữa. Loại hoa hồng còn lại được sử dụng rộng rãi trong nước hoa có tên khoa học là Rosa Damascena hay thường được gọi là Damas Rose. Bungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước trồng và xuất khẩu tinh dầu hoa hồng Damas nhiều nhất trên thế giới luôn đó mọi người. Nên trong nước hoa đó khi mà mọi người nghe nói tới hoa hồng Bungary hay là hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ á, thì mọi người có thể ngầm hiểu là người ta muốn nói tới cái loại hoa hồng Damas này. Đây là tinh dầu hoa hồng của Bungary nè mọi người. Đây là của Thổ Nhĩ Kỳ. Cái loại của Bungary á, thì mắc hơn cái loại của Thổ Nhĩ Kỳ một chút xíu. Nếu như mọi người thắc mắc ủa trong tự nhiên nó có rất là nhiều giống hoa hồng khác nhau mà mình lại nói là chỉ có hai loại được đưa đi lấy tinh dầu mà thôi á, vậy nếu như mà người ta muốn làm ra những cái mùi hồng khác hai cái mùi centifolia và damask á thì phải làm sao? Nếu ai có thắc mắc như vậy thì mọi người có thể hiểu một cách đơn giản là pha chế không nhất thiết phải phụ thuộc vào một cái hương liệu nào đó mà thông thường thì người ta sẽ kết hợp nhiều hương liệu lại với nhau và nó phụ thuộc nhiều vào khả năng sáng tạo của nhà pha chế Thí dụ như là muốn một cái mùi hoa hồng đậm tối thì người ta có thể kết hợp hoa hồng với hoắc hương và frankincense còn nếu như mà thích một cái mùi hoa hồng tươi tắn trẻ trung á Thì người ta có thể kết hợp hoa hồng với mùi trái cây Giống như là mùi của trái vải, mâm xôi hay là dâu tây Và nếu như không có tinh dầu tự nhiên của một loại nào đó Thì người ta hoàn toàn có thể kết hợp một hoặc là nhiều hương liệu tổng hợp lại với nhau Để tạo ra cái mùi như mong muốn trên thực tế thì có rất là nhiều mùi, nghe cứ tưởng là tự nhiên nhưng thực tế đều là hương tổng hợp đó mọi người. Thí dụ như là mùi dâu tây nè, mùi trái vải, trái lê, trái táo hay là trái thơm. Theo mình được biết á, thì đều là hương liệu tổng hợp. chứ mình chưa từng nghe ai nói là đem trái lê hay là trái táo đi chiết xuất lấy tinh dầu bao giờ. Cũng giống như chai rose bonbon, vì không có tinh dầu hoa hồng bonbon, cho nên người ta nói là người ta sử dụng mùi hồng damask mình chưa được ngửi mùi của hoa hồng bonbon cho nên là mình không biết mùi của chai nước hoa này nó có giống với mùi hoa tự nhiên hay không nữa nhưng mà mình thấy mùi hương mà nó mang lại khá giống với những mùi nước hoa designer hay gặp ở thời điểm hiện tại tuy là nó không mang được phong cách nít nhưng mà mình thấy đây là một mùi nước hoa nhẹ nhàng dễ ngửi nó có vị ngọt có hương trái cây và vì nó có vị ngọt và hương trái cây cho nên mình nghĩ là các bạn trẻ sẽ thích mùi của chai nước hoa này đó là bốn mùi hoa hồng nhẹ nhàng tươi tắn tuy là lưu hương không được lâu nhưng mà mình nghĩ sử dụng vào lúc thời tiết nóng nực sẽ khá là phù hợp nếu ai chưa thử qua mùi của bốn chai nước hoa này thì mọi người hãy thử nha mọi người có thắc mắc hay là góp ý gì thì hãy để lại comment cho mình mình cảm ơn mọi người đã xem video và nhớ là đừng quên đăng ký kênh của mình nha mọi người mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo